Lamine Yamal không cứu nổi Barca. Thần đồng 17 tuổi Lamine Yamal tỏa sáng nhưng Barca vẫn thua Monaco 1-2 ở trận ra quân Champions League. Trong cả trận thì Barca chỉ một lần dứt điểm trúng hướng cầu môn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,28. Pha đi bóng và sút căng chìm thành bàn của Yamal ở phút thứ 28 là điểm nhấn tích cực duy nhất của đội bóng ở xứ Catalonia. Tài năng trẻ Tây Ban Nha cài đè loại bỏ hậu vệ Van der Sar trước khi đánh loại thủ môn Philippe Kohn bằng cú dứt điểm đẳng cấp vào góc gần. Bàn thắng của Yamal gần tương tự với pha mở tỷ số của Monaco nhưng có độ khó cao hơn. Trước đó hơn 10 phút, hàng thủ Barca chơi như mơ ngủ để sau trẻ Akloke thoải mái đi bóng và dứt điểm chân trái khiến Mark Ter Stegen chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Chính Ter Stegen mới là người gián tiếp phá hỏng trận đấu của Barca. Đường chuyền bất cần của thủ môn Đức ở phút thứ 9 đưa Eric Garcia vào thế khó. Trung vệ đội khách trong nỗ lực đoạt lại bóng phạm lỗi với Minamino ngay trước cấm địa. Do Eric Garcia là hậu vệ đứng dưới cùng trong hàng thủ Barca, anh nhận thẻ đỏ vì ngăn cản tình huống ghi bàn rõ rệt. Từ chỗ nhập cuộc với sự hưng phấn sau 5 trận toàn thắng ở La Liga, Barca mất thế trận vì thiếu người từ sớm. Họ chỉ trụ được thêm 5 phút sau khi Garcia bị đuổi rồi thủng lưới. Huấn luyện viên Hansi Flick không giấu sự bực tức bên ngoài đường biên khi các học trò liên tiếp mắc sai lầm. Trong thế trận lép vế thì Yamal bất ngờ giúp Barca cân bằng tỷ số, nhưng đội khách không thể tận dụng được lợi thế về tinh thần sau bàn gỡ. Thiếu hụt về quân số ảnh hưởng quá lớn đến lối chơi của Barca khiến họ chịu trận trong phần còn lại. Monaco dồn ép đến nghẹt thở trong hiệp 2 khi chủ nhân của cả 9 quả phạt góc. Dù vậy thì bàn ấn định chiến thắng của chủ nhà không đến từ pha bóng cố định hay đánh biên. Phút thứ 71, hàng thủ của Barca hớ hênh để Jorge Ilenikena thoát xuống đối mặt với Ter Stegen. Sau một hồi ngắm nghía thì tiền đạo Monaco dứt điểm thẳng vào vị trí thủ môn đội khách. Lực sút quá mạnh để Ter Stegen không thể làm gì khác ngoài việc đẩy bóng vào lưới. Barca có thể thua thêm ở cuối trận nếu Ter Stegen không chơi tốt và trọng tài không hủy phạt đền của Monaco sau khi tham khảo VAR. Thầy trò Hansi Flick đứt mạch bất bại từ đầu mùa, đồng thời là lần thứ 2 thua Monaco chỉ trong hơn 1 tháng. Hồi giữa tháng 8 thì Barca từng thất bại 0-3 trước đội bóng xứ Công Quốc trong trận tranh cúp Joan Gamper. Raya cảm phá penalty xuất thần, Arsenal thoát thua hu vía trên đất Ý. Pháo thủ đã gặp khó khăn trên sân của Atalanta trong trận mở màn UEFA Champions League rạng sáng 20 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Arsenal có cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 6 khi Kai Havertz thoát xuống và dứt điểm, nhưng cú sút của anh thiếu chính xác. Phút thứ 13 thì Saka thực hiện một cú đá phạt chìm đầy hiểm hóc nhưng thủ môn của Atalanta đã cản phá thành công. Atalanta bắt đầu đáp trả với cú đánh đầu của Isaac Hien ở phút thứ 16 nhưng bóng đi thiếu chính xác. Phút thứ 30, Ketelaere có cơ hội lớn sau pha phối hợp đẹp mắt nhưng cú sút của anh lại đi chệch khung thành của Arsenal, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Sau khi hàng thủ của Arsenal chơi chắc chắn ngăn cản các đợt tấn công của đội chủ nhà. Sang hiệp 2 thì Atalanta được hưởng phạt đền ở phút thứ 48 sau khi pha phạm lỗi của Thomas Partey. Tuy nhiên thì Matteo Retegui không thể thắng được thủ thành David Raya, người đã xuất sắc cản phá cả cú sút đầu tiên lẫn pha đánh đầu sau đó. Atalanta tiếp tục tạo áp lực với những cú sút xa nguy hiểm của Juan Cuadrado ở các phút thứ 67 và 74, nhưng bóng đều đi chệch khung thành. Về phía Arsenal thì Martinelli bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi phá bẫy việt vị ở phút thứ 75 nhưng dứt điểm vào xa. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa không đều sau 4 phút bù giờ khi cả hai đội đều không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Leverkusen đại thắng trận đấu Champions League. Đương kim vô địch Bundesliga Bayer Leverkusen thắng chủ nhà Feyenoord 4-0 ở lượt đầu Champions League. Leverkusen giải quyết trận đấu ngay từ hiệp 1 khi ghi liên tiếp 4 bàn, trong đó có cú đúp của tiền vệ 21 tuổi Florian Wirtz. Lợi thế dẫn sâu đủ để giúp đội khách thay một loạt trụ cột trong hiệp 2 và đá cầm chừng nhằm giữ sức, nhưng họ vẫn không để thủng lưới. Theo chỉ số sức mạnh của Opta, Leverkusen đang đứng thứ 6 thế giới, hơn Feyenoord tới 32 bậc. Huấn luyện viên Xabi Alonso cũng tung đội hình mạnh nhất để mở tỷ số ngay phút thứ 5. Tiền vệ trụ Ramiz Rerroki dắt bóng nguy hiểm để Wirtz cướp được và sút chân trái ngay trước thềm cấm địa. Bóng bay lập bập nhưng hiểm khiến thủ môn Timon Wellenrouter không thể cứu thua. Trận này thì Leverkusen dứt điểm ít hơn Feyenoord 11 so với 12 và cũng kiểm soát bóng ít hơn 49 so với 51. Tuy nhiên thì các cơ hội của đội khách đều rất rõ rệt và được họ chuyển hóa thành bàn. Phút thứ 30 thì hậu vệ phải Frimpong căn ngang cho hậu vệ trái Grimnando lao xuống đệm cận thành vào lưới. Tiền đạo Victor Bonifay cũng nổi bật hơn cả trong bàn này với đường truyền bằng chân trụ cho Frimpong theo phong cách của Thierry Henry. Chỉ 6 phút sau thì Frimpong tiếp tục tạt bóng về cột 2 cho Wirtz vô lê một chạm, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Sau khi ghi bàn thì tiền vệ số 10 quỳ gối để Frimpong đặt giày lên đầu gối cho anh già vừa lau. Đây là kiểu ăn mừng mà cầu thủ ghi bàn tri ân người kiến tạo.
Bàn còn lại của Leverkusen được tính cho thủ thành Werner Rauder phản lưới vì bắn trượt bóng từ cú đánh đầu của trung vệ Emmet Tapsoba. Dù thắng 4-0 thì Leverkusen vẫn chỉ đứng thứ 3 tại Champions League mùa này sau Bayern Munich và Celtic. Huỳnh Như chấn thương vẫn sang Hàn Quốc thi đấu. Tiền đạo Huỳnh Như vẫn sẽ sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu cùng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh dù đang gặp vấn đề về sức khỏe. Trở về từ chuyến tập huấn châu Âu cùng đội tuyển nữ Việt Nam hôm 16 tháng 9, tiền đạo Huỳnh Như cùng huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và một số tuyển thủ khác của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã hội quân cùng đội bóng chủ quản tiếp tục chuẩn bị cho AFC Women Champions League 2024-2025. Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có 3 buổi tập với đầy đủ lực lượng, bước vào giai đoạn rèn luyện cường độ cao, lắp ghép lối chơi với 3 ngoại binh mới được chiêu mộ là trung vệ Talani Barnett, tiền vệ Tatiana Mason và tiền đạo Megan Roth. Theo kế hoạch thì Huỳnh Như và các đồng đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu vào ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên thì tình hình nhân sự của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ có biến động. Cụ thể thì vào buổi tập mới nhất, tiền đạo Huỳnh Như đã gặp vấn đề về sức khỏe và phải tập riêng. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam được cho là gặp một chấn thương nhẹ, bị căng cơ do quá tải. Dù vậy thì khả năng cao Huỳnh Như vẫn sẽ cùng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sang Hàn Quốc. Trong khi đó thì tiền vệ Mason vắng mặt vì lý do cá nhân, trung vệ Talani Barnett cũng bị đau nhẹ, chỉ có tiền đạo Ruth tập luyện đầy đủ. Được biết thì cả ba ngoại binh này đều có tên trong danh sách đi tập huấn.